Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Prigozhin cho biết nhóm Wagner đã mất 20.000 chiến binh trong trận chiến giành Bakhmut. Người sáng lập tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết ông đã mất 20.000 chiến binh trong trận chiến giành Bakhmut, nêu bật cái giá quá đắt mà Nga phải trả để chiếm được thành phố bị phá hủy ở miền đông Ukraine. Prigozhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới với một blogger nổi tiếng người Nga rằng trong số 50.000 tù nhân được công ty quân sự tư nhân của ông tuyển mộ từ các nhà tù Nga để chiến đấu ở Bakhmut, khoảng 20% hay 10.000 người trong số họ đã chết trong trận chiến tại thành phố Bakhmut. Phần còn lại, 10.000 người khác chiếm 50% con số tử trận là các nhân viên của tập đoàn Wagner. Người đứng đầu tập đoàn Wagner cũng nói với Konstantin Dongov, một blogger người Nga ủng hộ Điện Kremlin, trong một cuộc phỏng vấn video được công bố hôm thứ Ba rằng Ukraine có một quân đội mạnh. Tôi có thể nói từ kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi đã chiến đấu ở nhiều nơi với nhiều người, Prigozhin nói. Ngày nay, người Ukraine là một trong những quân đội mạnh nhất. Họ có trình độ tổ chức cao nhất, trình độ đào tạo cao và trí thông minh tuyệt vời. Con số này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố từ Mạc Tư Khoa rằng họ chỉ mất hơn 6.000 quân trong cuộc chiến và cao hơn so với ước tính chính thức về tổn thất của Liên Xô trong cuộc chiến Afghanistan là 15.000 quân từ năm 1979 đến 1989. Nhưng số liệu của Prigozhin phần lớn khớp với ước tính từ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Các quan chức đánh giá Nga đã phải chịu 100.000 thương vong ở Bakhmut. Hồi đầu tháng này, Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết 20.000 quân Wagner đã tử trận ở thành phố Bakhmut. Tập đoàn Wagner đã chiến đấu trong khoảng 9 tháng ở Bakhmut cho đến khi Nga tuyên bố chiến thắng tại thành phố này vào cuối tuần qua. Để chiếm thành phố từ quân phòng thủ Ukraine, những người lính đánh thuê đã áp dụng một chiến thuật gây sức ép, bao gồm cả việc ném từng đợt tù nhân vào các phòng tuyến của Ukraine. Trận chiến đã khiến tập đoàn Wagner và quân đội Nga yếu đi và kiệt sức. Prigozhin nói rằng quân đội của ông sẽ rút lui ngay bây giờ để tập hợp lại và tiếp tế. Ukraine đã phủ nhận việc mất thành phố Bakhmut và Đại tướng Oleksandr Sipki, tư lệnh lục quân Ukraine, nói rằng quân đội đang bố trí ở ngoại ô thành phố và sẵn sàng chiếm lại nó khi có cơ hội. Khói dày đặt trên cầu Crimea nhưng Nga nói đó chỉ là tập trận. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Crimea bridge smoke, just exercise, Russian official says as videos emerge. Nghĩa là khi các video xuất hiện, quan chức Nga nói khói trên cầu Crimea chỉ là tập trận. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Cầu eo biển Kép, nối Nga với Crimea, đã tạm thời bị đóng cửa vào thứ Tư vì các cuộc tập trận. Sergei Aksinov, chính trị gia người Nga giữ vai trò người đứng đầu bán đảo từ năm 2014 cho biết, khi các video xuất hiện cho thấy khói bốc lên trên cấu trúc có tầm quan trọng chiến lược. Cầu Crimea bị đóng cửa do các cuộc tập trận được tổ chức trong khu vực. Giao thông sẽ được khôi phục sau vài giờ nữa. Tôi tha thiết yêu cầu mọi người chỉ tin tưởng vào những nguồn thông tin đáng tin cậy, Aksinov nói trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình. Cây cầu được mở cửa trở lại vài giờ sau đó mặc dù các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc ở khu vực cây cầu. Aksinov không nói chi tiết về những cuộc tập trận nào đang được thực hiện hoặc bình luận về đoạn phim mới xuất hiện. Cổng thông tin địa phương Kép, FM báo cáo rằng một cột khói đã xuất hiện trên cầu, và có thể nhìn thấy cột khói này từ các khu vực khác nhau của thành phố Kép. Đến 10 giờ 30 phút sáng khói trắng tan, và rõ ràng là cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, cơ quan truyền thông này nói. Cầu eo biển Kép, là đường nối đất liền duy nhất của Nga với bán đảo Crimea được sáp nhập, đã bị tấn công vào tháng 10 năm 2022. Ukraine phủ nhận có liên quan,
nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các cơ quan mật vụ của họ đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào cây cầu và trả đũa bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong nhiều tuần tại ít nhất 14 thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv. Vụ nổ vào tháng 10 năm 2022 đã làm hỏng một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các lực lượng của Nga trong bối cảnh Điện Cẩm Linh đang nỗ lực gây chiến ở Ukraine. Oleksiy Arestiv, người từng là cố vấn của Tổng thống Ukraine cho đến khi ông từ chức vào tháng Giêng, cho biết hồi đầu tháng rằng cuộc phản công sắp tới của Kyiv có thể sẽ nhắm vào cầu eo biển Kép. Ông cho biết một trong những mục tiêu của cuộc phản công có thể là một chiến dịch ở phía nam đất nước nhằm tìm cách cắt đứt người Nga khỏi hành lang đất liền tới Crimea, mở đường cho Ukraine tái chiếm bán đảo Hắc Hải đã bị Putin sáp nhập bất hợp pháp 9 năm trước đó. Nếu quân đội Ukraine thành công trong việc ngăn chặn eo đất hẹp nối Crimea với phần còn lại của Ukraine, thì cây cầu sẽ trở thành kênh tiếp tế duy nhất của Crimea, Arestiv nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc phá hủy nó sẽ khiến bán đảo bị sáp nhập này không có sự trợ giúp. Chúng tôi sẽ phá bỏ cây cầu Crimea. Tất cả điều này có thể thực hiện được trong một số điều kiện nhất định, chúng tôi hiện đang sắp xếp các điều kiện, Arestiv nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận qua email. Khoảnh khắc ấn tượng khi tàu do thám Nga đánh được trúng thuyền không người lái Kamika trên biển chỉ trong vài giây định mệnh trong cuộc tấn công táo bạo mới nhất của Ukraine. Hai ký giả Will Seawood và John Roger của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề. Wiped out dramatic moment Russian spy ship blows up kamikaze sea drone with seconds to spare in latest daring Ukraine blitz. Nghĩa là khoảnh khắc ấn tượng khi tàu do thám Nga đánh được trúng thuyền không người lái Kamika trên biển chỉ trong vài giây định mệnh trong cuộc tấn công táo bạo mới nhất của Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Đây là khoảnh khắc ấn tượng khi một tàu do thám của Nga bắn trúng một thuyền không người lái trên biển chỉ trong vài giây cuối cùng khi Ukraine tiếp tục tấn công quân xâm lược. Tàu trinh sát Ivan Khơ được cho là đang ở phía nam Hắc Hải thì bị ba thuyền không người lái của hải quân tấn công. Ban đầu, các thuyền không người lái này đã tránh được hỏa lực từ tàu chiến Nga khi nó lặn qua lách lại trên biển. Đoạn phim cho thấy một trong những chiếc thuyền không người lái tốc độ cao đã bị phá hủy bởi hỏa lực không ngừng từ tàu Ivan Khơ khi nó tiếp cận chiếc tàu do thám. Những cú tấn công dồn dập ban đầu từ tàu chiến Nga đã bắn trượt các thuyền không người lái đang nhào tới, nhưng sau đó chiếc thuyền không người lái bị trúng đạn khi đã đến được rất gần. Nó phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, như được thấy trong đoạn phim từ kênh truyền hình Veda, thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga. Các báo cáo về một sự việc như vậy lần đầu tiên xuất hiện vào đầu ngày hôm nay trên kênh điện tín Riba ủng hộ chiến tranh. Đoạn phim cho thấy kịch tính cực độ của cuộc tấn công táo bạo, rõ ràng là của Ukraine, vào tàu chiến Nga. Các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu gián điệp của họ đã đẩy lùi cuộc tấn công. Theo các báo cáo, con tàu do thám này được hạ thủy vào năm 2017, đang ở vùng biển quốc tế cách eo biển Bosphorus khoảng 40 hải lý về phía bắc. Có lý do để tin rằng các thuyền không người lái được phóng từ một tàu dân sự thương mại, kênh này cho biết. Một kênh Telegram sau đó cáo buộc con tàu đã bị tấn công từ một tàu chở ngũ cốc, nhưng điều này đã bị các nguồn tin của Nga bác bỏ. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công trong việc tấn công tàu Ivan Khơ của hạm đội Hắc Hải bằng ba thuyền cao tốc không người lái, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói. Ông ta nói thêm rằng tàu Nga đã được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng đường ống trong vùng biển kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố nói rằng cả ba tàu Ukraine đã bị phá hủy, và cuộc tấn công diễn ra khoảng 140 km về phía đông bắc của eo biển Bosphorus. Đây được cho là nơi xa Ukraine nhất mà một cuộc tấn công bằng thuyền không người lái trên biển đã xảy ra. Tàu Ivan Khơ của hạm đội Hắc Hải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, Igor Konashenkov cho biết thêm. Thổ Nhĩ Kỳ đã không phản ứng ngay lập tức với các tuyên bố của Nga. Các tàu chiến và máy bay Nga đã tham gia vào một số sự việc ở Hắc Hải kể từ khi Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Những chiếc thuyền không người lái tương tự đã được sử dụng trong các cuộc tấn công ở Crimea,
chẳng hạn như cuộc tấn công vào tháng 10 năm ngoái khi ít nhất hai tàu Nga bị hư hại trong một cuộc tấn công vào sáng sớm ở Sevastopol. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã đánh chìm tàu Moskva, khi đó là soái hạm của hạm đội hắc hải của Nga, bằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, một trong những sự sỉ nhục lớn nhất của Putin trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng. Vào tháng 3 năm nay, một máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã bị rơi sau sự việc liên quan đến một máy bay phản lực của Nga trên hắc hải. Cuộc đối đầu đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và Washington và dẫn đến một cuộc điện đàm hiếm hoi giữa các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Nga. Những chiếc thuyền không người lái được đẩy bằng một động cơ duy nhất với tốc độ tối đa 75 km/h. Chúng có thể di chuyển xa đến hơn 95 km với trọng tải 65 kg. Ngòi nổ được cho là gắn ở phía trước của chiếc thuyền, hay gọi đúng hơn là một chiếc xuồng dài tối đa 3.6 mét, kích hoạt vụ nổ của đầu đạn trên tàu. Trong suốt cuộc chiến, quân Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tương đối rẻ để gây ra sự tàn phá với Nga. Lukashenko đáp lại tin đồn về sức khỏe kém của ông ta. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề "Lukashenko responds to rumors of ill health, I'm not going to die", nghĩa là Lukashenko đáp lại tin đồn về sức khỏe kém, tôi chưa chết đâu. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phản ứng trước những tin đồn về sức khỏe của ông ta, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng nhà lãnh đạo đã không được khỏe kể từ khi ông ta xuất hiện tại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng ở quảng trường đỏ của Mạc Tư Khoa vào ngày 9 tháng 5. Tôi sẽ không chết đâu các bạn, Lukashenko, 68 tuổi, nói với các quan chức trong một đoạn video do hãng tin nhà nước Pervovo phát sóng trong phần đưa tin về các hoạt động của Tổng thống. Sức khỏe của Lukashenko đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sau khi ông ta xuất hiện trên quảng trường đỏ. Trong đó, ông ta có vẻ hơi không được khỏe. Lukashenko đã được chụp ảnh tại sự kiện ngày 9 tháng 5 với một miếng băng trên cánh tay phải, như đã bỏ qua các phần khác của lễ kỷ niệm, cắt ngắn sự tham gia của ông ta vào ngày đánh dấu vai trò của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Ông ta cũng đã bỏ lỡ một sự kiện nghi lễ hàng năm vào ngày 14 tháng 5, gọi là lễ kỷ niệm lòng trung thành với lá cờ Belarus. Thủ tướng Roman Koloshenko thay mặt Lukashenko đọc một thông điệp tại sự kiện này. Một nhà lập pháp Nga, Konstantin Zatulin, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề liên quan đến các nước Liên Xô cũ, cũng cân nhắc về suy đoán, cho rằng Lukashenko đã bị ốm trước cuộc duyệt binh ngày chiến thắng. Tuy nhiên, mặc dù người đàn ông bị ốm, anh ta nghĩ rằng đó là nhiệm vụ phải đến Mạc Tư Khoa và sau đó tổ chức các sự kiện ở Minsk vào cuối ngày hôm đó. Anh ấy có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chỉ có vậy thôi, Zatulin nói. Lukashenko bác bỏ những tin đồn rằng ông có thể bị ốm nặng, nói với các quan chức rằng ông bị nhiễm virus cảm lạnh thông thường và đã hồi phục nhanh chóng. Nếu ai đó nghĩ tôi sắp chết, hãy bình tĩnh đi, Lukashenko nói. Không gì khác hơn là tán gẫu trên các ứng dụng nhắn tin và Telegram. Lukashenko cho rằng nhiệm vụ tổng thống của ông có thể cản trở thời gian phục hồi của ông ta. Tôi không có cơ hội được điều trị. Tôi phải đến Mạc Tư Khoa, rồi Leningrad, rồi Subotnicki, và sau đó bạn kéo tôi đến Grodno, đến quảng trường. Chúng tôi ôm nhau ở đó với những cô gái đó, rồi ở Gomel với Ivan Krupto, là người đứng đầu vùng Gomel. Tất cả những thứ đó chồng chất lên nhau, ông ta nói. Tôi sẽ không chết đâu các bạn. Bạn sẽ phải vật lộn với tôi trong một thời gian rất dài sắp tới, Lukashenko nói thêm. Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Belarus, một đồng minh trung thành của Điện Cẩm Linh, không trực tiếp tham gia cuộc xung đột Ukraine. Quân đội Nga đã được phép tập trận trên lãnh thổ Belarus kể từ khi trước khi bắt đầu chiến tranh. Đất nước này đã được Nga sử dụng để phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Nga mở phiên tòa xét xử khoa học gia chế tạo hỏa tiễn siêu thanh. Người đầu tiên trong số 3 nhà khoa học hỏa tiễn siêu thanh của Nga bị bắt vì nghi ngờ phản quốc sẽ ra tòa vào tuần tới, tòa án giải quyết vụ việc cho biết hôm thứ Tư. Vụ án hình sự chống lại Anatoly Maslov, 76 tuổi, sẽ được mở tại tòa án thành phố Saint Petersburg vào ngày 1 tháng 6. Ông và hai đồng nghiệp tại cùng một viện là Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Cristino, gọi tắt là ITAM, đều đã bị bắt vì nghi ngờ phản quốc trong năm qua. Tòa án cho biết vụ án được đánh dấu là tuyệt mật và sẽ không được công khai với giới truyền thông cũng như công chúng. Nó cho biết việc giam giữ Maslov đã được kéo dài đến ngày 10 tháng 11 trong một phiên điều trần kín vào hôm thứ Tư. Maslov bị bắt vào tháng 6 năm ngoái tại Novosibirsk, thành phố lớn nhất ở Siberia và là một trong những trung tâm khoa học chính của Nga. Luật sư của Maslov, Olga Dinger, nói với Reuters rằng bà từ chối bình luận về vụ việc, nói rằng tình hình vô cùng khó khăn. Thông tin chi tiết về các cáo buộc chống lại ba người đàn ông được giữ bí mật, nhưng cổng thông tin của thành phố khoa học nơi họ đặt trụ sở cho biết Maslov bị tình nghi chuyển giao bí mật cho Trung Quốc. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng Siplik, giám đốc ITAM, bị nghi ngờ chuyển bí mật cho Trung Quốc tại một hội nghị ở đó vào năm 2017. Họ nói rằng ông phủ nhận cáo buộc, nói rằng thông tin được đề cập đã được công khai trên mạng. Ba Lan có kế hoạch mua tàu ngầm ngay trong năm nay. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết nước ông đang có kế hoạch khởi động chương trình mua tàu ngầm trong năm nay. Reuters đưa tin Ba Lan đã tăng chi tiêu quân sự kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, với việc chính phủ cam kết tăng gấp đôi quy mô quân đội và chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2023. Bộ trưởng Mariusz Błaszczak cũng cho biết Ba Lan có kế hoạch chuyển giao thêm một số tăng pháo tự hành Krupp tới Ukraine để sử dụng trong cuộc tổng phản công dự kiến sắp xảy ra. Warsaw đã gửi 18 tăng pháo tự hành Krupp tới Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Quân đội Ukraine đã sử dụng các hệ thống pháo này từ mùa hè năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynchenko cho biết, hệ thống tăng pháo tự hành Krupp đã thể hiện tốt cả về tốc độ nhắm bắn và tầm bắn. Chúng ta đã nghiên cứu tài nguyên và khả năng của những chiếc máy này và đang cung cấp cho các nhà sản xuất các đề xuất để họ cải tiến. Tăng pháo tự hành Krupp bánh xích 155 ly có tầm bắn tối đa khoảng 25 dặm hay 40 km với tổ lái 5 người. Với trọng lượng khoảng 48 tấn, nó được thiết kế để triệt hạ và tiêu diệt, theo nhà sản xuất Huta Stalo Ula của Ba Lan. Nhà sản xuất quốc phòng cho biết thêm rằng, tăng pháo tự hành Krupp chủ yếu được sử dụng để chống lại các khẩu đội pháo, các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng, các đơn vị cơ giới hóa và máy bay đang đậu trên bãi đáp. Theo dịch vụ quân sự Army Technology, vũ khí chính của nó là nòng súng chính 155 ly, với tốc độ bắn 3 phát mỗi 10 giây. Đạn pháo của nó tương thích với đạn tiêu chuẩn NATO. Thống đốc khu vực Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, báo cáo các vụ tấn công xuyên biên giới mới nhất. Tại vùng Belgorod của Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov đã thông báo thêm hai sự việc liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Novaya Tavolyanka và vụ pháo kích ở Terezhoka đã khiến một người bị thương phải nhập viện. 9 người vẫn còn trong bệnh viện, nguồn cung cấp tiện ích tiếp tục bị gián đoạn và hơn 500 người vẫn phải di dời sau cuộc tấn công vào Belgorod hôm thứ Hai, Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod của Nga, nói. Đêm không hoàn toàn yên bình. Đã có một số lượng lớn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hầu hết các hệ thống phòng không đã đối phó được, nhưng có những thiệt hại ở Belgorod, xe hơi, nhà riêng, tòa nhà văn phòng. Điều quan trọng nhất là không có thương vong nào cả. Một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại ở quận Grivoron, một đám cháy nhỏ đang diễn ra. Ngoài ra, việc khôi phục các mạng điện bị hư hại trong quá trình xâm nhập của nhóm phá hoại và trinh sát đang được tiến hành. Mọi công việc khôi phục nguồn điện ở quận Grivoron sẽ được hoàn thành trong ngày hôm nay. Sau đó, nguồn cung cấp nước và thông tin liên lạc di động sẽ được khôi phục.
có 9 người trong bệnh viện, 3 người đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng. Có hơn 550 người trong các trung tâm lưu trú tạm thời. Tôi cũng hy vọng rằng ngay sau khi lực lượng an ninh hoàn thành việc thanh lọc lãnh thổ và cho phép, các bạn sẽ có thể trở về nhà của mình. Việc tính toán tổng thể thiệt hại trong vài ngày qua ở quận Grevoron vẫn chưa được hoàn thành. Tôi cũng nhận được thông tin bổ sung từ quận Iakulesky. Vào ban đêm, các thiết bị nổ đã được thả hai lần từ máy bay không người lái ở làng Tomaroka xuống hai tòa nhà hành chính. Không có hỏa hoạn, tử vong hoặc thương tích. CNN đã không thể xác minh độc lập các tuyên bố này. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết hôm thứ Tư trong một bức thư gửi Quốc hội rằng Hà Lan muốn huấn luyện các phi công F-16 của Ukraine càng sớm càng tốt. Ollongren cho biết thêm, khóa đào tạo sẽ được phối hợp với Bỉ, Đan Mạch và Vương quốc Anh và các quốc gia khác có thể tham gia. Hôm thứ Ba, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết việc huấn luyện các phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây sẽ không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó một ngày, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về vai trò của NATO trong cuộc xung đột, Reuters đưa tin. Đức sẽ mua 18 xe tăng Leopard 2 và 12 khẩu pháo tự hành. Đức sẽ mua 18 xe tăng Leopard 2 và 12 khẩu pháo tự hành để bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine. Một thành viên của Ủy ban Ngân sách Quốc hội đã thông qua việc mua hàng hôm thứ Tư nói với Reuters. Đơn đặt hàng xe tăng sẽ có giá 525,6 triệu euro trong khi tăng pháo có giá 190,7 triệu euro. Tất cả chúng sẽ được giao chậm nhất vào năm 2026, tài liệu của Bộ Tài chính dành cho Quốc hội cho biết. Việc mua bao gồm một tùy chọn cho 105 xe tăng khác với giá khoảng 2,9 tỷ euro. Đức đã cung cấp 18 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái, và cho biết họ có ý định lấp đầy khoảng cách bằng các xe tăng mới càng sớm càng tốt. 12 khẩu tăng pháo nằm trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức được Quốc hội Đức thông qua hồi tháng 3 nhằm mua tới 28 khẩu tăng pháo để thay thế. Nhật Bản tổ chức buổi lễ trao tặng các phương tiện quân sự cho Ukraine. Hôm thứ Tư, Nhật Bản đã tổ chức một buổi lễ đánh dấu kế hoạch tặng khoảng 100 phương tiện quân sự cho Ukraine, khi Tokyo tìm cách cung cấp các thiết bị có thể được sử dụng rộng rãi hơn cho mục đích quân sự so với các lô hàng mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ trước đó. Trong một buổi lễ tại Bộ Quốc phòng trưng bày hai xe tải nửa tấn, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino đã trao một tài liệu cho Đại sứ Ukraine Sergei Kosunki liệt kê ba loại phương tiện được tặng. Chúng tôi hy vọng cuộc xâm lược kết thúc càng sớm càng tốt và cuộc sống yên bình hàng ngày sẽ trở lại, Ino nói. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể. Khoản quyên góp, bao gồm 30.000 khẩu phần lương thực, được đưa ra khi chính phủ Nhật Bản đang tìm cách nới lỏng chính sách chuyển giao thiết bị quân sự theo chính sách an ninh quốc gia mới cho phép quân đội nước này đóng vai trò tấn công lớn hơn, trong một bước đột phá lớn so với chính sách hậu Thế chiến thứ hai của nước này, từng được gọi là nguyên tắc chỉ phòng thủ. Trong khi các quốc gia khác đã cung cấp cho Ukraine xe tăng, hỏa tiễn và máy bay chiến đấu, thì Nhật Bản đã hạn chế chỉ viện trợ các thiết bị phi sát thương vì chính sách chuyển giao cấm cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia có chiến tranh. Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ, máy bay không người lái nhỏ và khẩu phần lương thực kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào năm ngoái. Dân biểu Nga đề xuất tấn công hạt nhân vào tiểu bang Alaska. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Russian lawmaker suggests Alaska as nuclear target. Nghĩa là nhà lập pháp Nga đề nghị coi Alaska là mục tiêu tấn công hạt nhân. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Một trong những tiểu bang cuối cùng của Hoa Kỳ gia nhập Hiệp chủng quốc nên là nơi đầu tiên bị Nga tấn công, theo một nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh.
Tướng về hưu Andrei Kurilov, một đại biểu Duma quốc gia, đã nêu ra khả năng Mạc Tư Khoa tấn công lãnh thổ mà Hoa Kỳ đã mua từ chính phủ Nga vào năm 1867 với giá 7,2 triệu đô la Mỹ trong một thỏa thuận được Hiệp ước chuyển nhượng xác nhận. Ông đã thảo luận với người dẫn chương trình truyền hình Vladimir Solovyov về cuộc chiến ở Ukraine và hậu quả của cuộc xâm nhập vào vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine, bởi các nhóm chống Điện Cẩm Linh. Mạc Tư Khoa tuyên bố đã tiêu diệt các nhóm được cho là bao gồm Quân đoàn Tình nguyện Nga và Quân đoàn Nga Tự do. Khi cuộc trò chuyện trên chương trình phát thanh Full Contact của Solovyov đề cập đến sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kyiv, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, Kurilov bắt đầu đưa ra một số ý tưởng về cách Mạc Tư Khoa có thể giành lại thế chủ động trong cuộc chiến với phương Tây. Than thở về việc Nga luôn đi sau và liên tục đáp trả các mối đe dọa, ông cáo buộc phương Tây liên tục leo thang với việc cung cấp các loại vũ khí như Javelin, HIMARS, hỏa tiễn tầm xa và bây giờ là F-16. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tự thiết lập giai điệu, Gulo nói trong đoạn clip do nhà báo và nhà quan sát Nga Julia David đăng trên Twitter. Sau đó, ông mô tả các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm vào các trung tâm chỉ huy, sân bay, vân vân sẽ làm tê liệt Ukraine như thế nào. Sau đó, một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác sẽ bắt đầu, anh ta nói. Solovyov sau đó cân nhắc, tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu Ukraine tấn công Mạc Tư Khoa bằng một quả bom hạt nhân mà ông nói sẽ được Mỹ hoan nghênh. Điều này khiến Solovyov gợi ý rằng Nga cần đe dọa trực tiếp lãnh thổ Mỹ. Ông nói, Alaska là vùng lãnh thổ gần nhất của Hoa Kỳ với Nga. Chúng ta có thể tấn công vào Alaska bằng mọi thứ có thể tưởng tượng được, tăng tiềm năng hạt nhân chiến thuật của chúng ta mà không liên quan đến các lực lượng hạt nhân chiến lược. Sẽ không còn gì ở Alaska, anh ta nói thêm. Alaska bị ngăn cách với Nga bởi eo biển Bering, nhưng bang này vào năm 1959 đã trở thành tiểu bang thứ 49 gia nhập liên minh, đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà tuyên truyền Điện Cẩm Linh và các quan chức Nga. Vào tháng 7 năm 2022, trước các lệnh trừng phạt cứng rắn của Hoa Kỳ do cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin gây ra, Vyacheslav Volodin, phát ngôn nhân của Hạ viện Nga, cho rằng Mạc Tư Khoa vẫn có yêu sách đối với lãnh thổ này. Nước Mỹ phải luôn nhớ rằng, có một phần lãnh thổ của họ là Nga, đó là Alaska, ông nói. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin về cách các bản quảng cáo tuyên bố Alaska là của chúng tôi đã được phát hiện ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia. Tử vong của người cao niên ở Ukraine là cao bất thường so với các lứa tuổi khác. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư cho thấy những người già đã phải chịu đựng và chết với tỷ lệ cao một cách bất thường kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, trong đó một số người thiệt mạng vì không thể lấy thuốc do không có hoặc không thể rời khỏi tầng hầm. Báo cáo do các nhà giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc biên soạn cho thấy khoảng 1/3 dân thường thiệt mạng trong năm đầu tiên của cuộc chiến, tức là 1.346 trong số 4.187 nạn nhân được ghi nhận, là những người trên 60 tuổi. Reuters báo cáo rằng Liên Hiệp Quốc phát hiện ra rằng những người lớn tuổi bị ảnh hưởng nặng nề do mất điện do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ tháng 10 năm 2022 khiến nhiều người mắc kẹt trong các căn hộ ở tầng trên khi thang máy của họ bị hỏng. Những người khác phải được di tản vội vàng, đôi khi bằng xe cút kíp vì không có thời gian để lấy các thiết bị đi lại của họ. Nhiều người đã bị bỏ lại phía sau. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận ít nhất 18.500 trường hợp thương vong, trong đó có hơn 6.660 người thiệt mạng, trên lãnh thổ do chính phủ Kyiv kiểm soát kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Tổ chức Y tế Thế giới lên án hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới đã thông qua một kiến nghị vào thứ Tư lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Đề nghị được thông qua với 80 phiếu thuận và 9 phiếu chống, với 52 phiếu trắng và 36 quốc gia vắng mặt. Đề xuất do phương Tây dẫn đầu,
được đưa ra tại cuộc họp thường niên của Cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng kêu gọi đánh giá tác động của hành động gây hấn của Nga đối với ngành y tế. Không có phản ứng ngay lập tức từ Nga, mặc dù họ đã đệ trình một phản đối đề xuất công nhận tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ở Ukraine, nhưng không đề cập đến vai trò của chính họ trong cuộc chiến. Kiến nghị đó đã bị hội đồng bác bỏ ngay lần đầu tiên. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.